Hậu trí độ luận tam thập Trí độ luận có 100 quyển Trong quyển 30 nói Tất cả thiện pháp Đều từ ba thiện căn Sanh ra và tăng trưởng Chính là ba thiện căn Từ ba thiện căn sanh ra Rồi từ ba thiện căn tăng trưởng ba thiện căn này rất quan trọng phải thường nghĩ tôi có tham tâm hay không có sân nhuế hay không và có ngu si hay không không khai mở trí huệ chính là ngu si xem kinh không hiểu nghe kinh không hiểu đều là ngu si ngu si không có cách nào phá được nhất định phải dùng trí huệ đối trị tham lam có thể dùng trì giới trì giới có thể phá trừ tham lam tu định có thể phá trừ tâm sân nhuế khai trí huệ mới có thể phá trừ tâm ngu si nên trong lục độ bố thí đối trị tham nhẫn nhục đối trị sân hận bát nhã đối trị ngu si tin cần tu tam học lục độ có thể diệt trừ tam độc thành tựu tam thiện căn không có tam học giới định huệ và lục độ ba la mật của Bồ Tát thì tam độc này không dễ đoạn tận. Hay nói cách khác, ba thiện căn không dễ thành tựu. Thị minh, cấu diệt tắt thiện sanh giả. Nó là tương đối. Cấu là phiền não là tập khí là nhiễm ô nếu đoạn tận những thứ này thì ba thiện căn tự nhiên liền sanh trưởng liền khởi lên